loan quân hạo lạnh nhạt nói nhiệm vụ của ta chỉ là kiềm chế ngươi chỉ cần ngươi không ra tay ta liền không ra tay đường khánh tức giận nói vậy thì đi chết đi thân ảnh hắn hóa thành một đạo quang mang từ không trung rơi xuống dốc hết toàn lực song trưởng rơi xuống toàn bộ mặt đất liền không chịu nổi uy lực kia nứt ra cả ngàn dặm mọi người tất cả đều hoảng sợ những võ giả thực lực hơi thấp điên cuồng bỏ chạy ra xa xa nói đùa gì vậy hai gã cường giả võ đế cửu tinh đỉnh phong quyết đấu, chỉ dư âm thôi đã có thể khiến bọn hắn tan thành mây khói rồi. Loan quân hạo nhíu mày, không cam lòng biến ảo trưởng lực trước người, nên đón lấy. Nhiệm vụ Lý Vân Tiêu cho hắn chính là chế trụ đường khánh, vốn cho rằng bằng thực lực của mình, nhất định có thể khiến cho đối phương lòng có kiên kỵ, không đến mức ra tay, nhưng hắn đã đánh giá thấp quyết tâm của đường khánh. Buổi hôn lễ này vốn là muốn cáo chi thiên hạ thành hồng nguyệt bước vào thời đại mới, hiện giờ bị Lý Vân Tiêu thoáng cái phá rối. Nếu không thể giải quyết, vậy thì tất cả mọi bố trí, thậm chí cố gắng trong thời gian dài vừa qua đều sẽ ủng phí mất. Cho nên mặc dù biết rõ trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại, nhưng Đường Khánh cũng phải kiệt lực đánh cược một lần, thế tất phải đè ép Loan Quân Hạo. Ầm ầm, hai người bốn trưởng chạm vào nhau, toàn bộ quảng trường trực tiếp bị dư âm chấn nứt vỡ, tất cả gạch đá thoáng cái đều hóa thành bột mịn. Trong va chạm, sắc mặt Loan Quân Hạo đại biến, trường bào màu xám trên người cũng hóa thành nát bấy, cả người bị chấn lùi lại mấy bước, lộ ra một mảnh thần sắc. Thực lực hai người bọn họ vốn sàn sàn nhau, nhưng tín niệm và mục đích hoàn toàn bất đồng, một người chỉ là kiềm chế, mà người kia lại là một hồi chiến đấu không thể thua, lập tức cao thấp thấy rõ ngay. Trong trường lực vô tận kích động, tất cả mọi người đều cẩn thận đề phòng phòng ngự lấy, mà khiến trong lòng bọn hắn càng thêm khiếp sợ và bội phục chính là. Lý Vân Tiêu Thủy Trung nhất phái khoan thai, Nắm tay Khương Nhược Băng nhàn nhã dạo chơi, Tựa Hồ không hề để ý đối với kịch chiến của hai gã cao thủ tuyệt đỉnh. Khương Nhược Băng nhắm mắt theo đuôi, thân sắc cũng từ hoảng sợ trước kia dần dần trở nên yên ổn, ánh mắt lộ ra một tia nhu sắc bình tĩnh, nhìn qua nam tử đang nắm tay nàng. Cánh tay trắng nõn mà hữu lực kia, tựa hồ ẩn chứa lực lượng cường đại nhất trong thiên địa, có thể vì nàng ngăn trở tất cả mưa gió. Mấy năm qua, Tựa Hồ chưa bao giờ có ngày nào nàng cảm thấy bình tĩnh và ấm áp như giờ. Nàng chỉ muốn theo hắn đi như vậy, thời gian dần qua xua hết mọi lo lắng, đi về hướng trời nắng. Đồng tử Đường Khánh đột nhiên co lại, trong nháy mắt đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi, không biết sao lại cảm thấy sợ hãi bóng lưng điều Hưu kia. Lòng hắn đại chấn, tu vị sau khi đến võ đế cửu tinh đỉnh phong, lĩnh ngộ đối với thiên đạo cũng không phải người thường có thể sánh bằng, thoáng sinh ra loại cảm xúc chấn động này, khiến hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Tất cả người thành Hồng Nguyệt nghe lệnh, không tiếc tất cả giết Lý Vân Tiêu hắn hét lớn một tiếng truyền mệnh lệnh xuống liền nổi giận đánh tới loan quân hạo đấu pháp hoàn toàn như không muốn sống nữa từng đạo cương phong quét qua hoàn toàn cuốn lấy hai người hung mãnh dị thường toàn bộ quảng trường triệt để hủy hoại hầu như không còn chỉ còn lại 16 cái đèn lồng vẫn còn trên không trung tất cả cường giả còn chưa chạy đi đều là có lòng tin với mình giờ cũng đều bay lên trời lạnh lùng nhìn xuống loan quân hạo trong lòng vô cùng buồn khổ sau khi đối kháng mấy chiêu cũng đã phát hỏa nổi giận đánh ra các chiêu thức không muốn sống. Trên bầu trời thoáng cái bóng người tung bay, lập tức hơn 10 người ngăn ở trước mặt Lý Vân Tiêu, chặn con đường lại. Trong đó còn có Phó Nghi Xuân, tuy rằng cực kỳ không muốn, nhưng ít nhất cũng phải làm ra bộ dáng, nghiêm nghị quát. Lý Vân Tiêu, đứng lại, hiện giờ quay đầu còn là bờ. Quay đầu lại là bờ. Lý Vân Tiêu xùy ngã ngã cười một tiếng, nói. Ha ha, ngươi trợn mắt nhìn xem, tòa thành Hồng Nguyệt này vốn là một khổ hải vô biên, quay đầu phải là các ngươi mới đúng. Nói nhảm với hắn làm gì, mở ra đại trận hộ thành, tất cả võ đế cao dai đều ra tay. Một đạo nhân ảnh chớp động mà đến, đúng là đường tâm, sắc mặt vô cùng âm hàn, trong đôi mắt càng phun ra lửa. Những cường giả thành Hồng Nguyệt thoáng do dự một chút, biết rõ không địch lại, nhưng vẫn phải xông tới. Một gã cường giả võ đế cửu tinh, quát. Tất cả mọi người ra tuyệt chiêu, liên thủ tất sát kẻ này. Phó Nghi Xuân sắc mặt biến hóa, cũng chỉ có thể đi theo mọi người, đánh tới Lý Vân Tiêu, chỉ có điều chỉ là giả vờ giả vịt, gia công không xuất lực. Chết đi! Người ở trước nhất có tu vị võ đế bát tinh, tướng mạo vô cùng hung ác. Trong tay một thanh đại hoàn đao màu vàng, bổ ra vô số ánh đao, bao phủ mà xuống. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, vươn tay chảo tới, trên cánh tay hóa thành một mảnh màu vàng, long cong một tiếng liền nắm lưỡi đao kia trong tay. Phanh! Hắn dùng lực chấn động, thân đao liền lên tiếng mà đoạn. Cái gì? Tên võ đế tám sao hoảng hốt, còn chưa phục hồi tinh thần lại, Lý Vân Tiêu đã bắt lấy đoạn nhận phóng tới người hắn, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Phanh, lưỡi đao găm vào thân thể hắn, trực tiếp xuyên qua. Hốc mắt trợn tròn dần dần mất đi ánh sáng, thân hình to lớn ầm ầm ngã xuống đất. Trong ánh mắt khoan thai của Lý Vân Tiêu hiện lên một vòng sát khí, bước từng bước tới mọi người, chậm rãi thì thầm. Đạo chi sở tại, mặc ngàn vạn người ta vẫn đi. Bang bang lại có hai người vọt lên, bị hắn một trưởng một quyền đánh cho phấn thân toái cốt. Nghĩa chi sở đương, thiên kim tan hết không hối hận. Một bước phóng ra, sắc khí nhuốm máu tràn ngập đi ra ngoài, thoáng cái dọa cho mấy người ở trước liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên một làn gió cương mãnh đánh úp lại, chính là tên cường giả võ đế cửu tinh hét lớn lúc trước, lập tức xuất hiện trên không, vung mạnh chùy đồng xuống. Tựa hồ đã dốc hết lực lượng cả đời, gương mặt tên cường giả võ đế cửu tinh kia cũng trở nên vặn vẹo toàn bộ không gian cũng theo đó nổ bùng ánh mắt lý vân tiêu lạnh lẽo tay trái lăng không bấm niệm pháp quyết cả người phảng phất hóa thành thành kiếm óng ánh sáng long lanh không tỉ vết khương nhược băng cả kinh nàng rõ ràng cảm nhận được tay lý vân tiêu cũng theo đó trở nên lạnh như băng đang muốn buông tay ra để cho hắn buông tay đánh cược một lần để mình liên lụy hắn ai ngờ bàn tay kia vẫn nắm chặt không có chút buông lỏng nào cả tình chi sở chung thế tục lễ phép như cặn bã lý vân tiêu tiếp tục nắm khương nhược băng đi về phía trước trong miệng nhẹ giọng ngâm nói mà tay trái lại hóa thành kiếm thế một cổ kiếm ý vô tận tản ra quanh thân hắn tam trảm chi kiếm trảm thiên trảm địa trảm nhân tam trảm hợp nhất ba loại kiếm ý lập tức dung nhập lòng bàn tay hắn lấy tay làm kiếm chém tới chủy đồng kia ánh mắt của hắn thủy chung nhìn về trước thậm chí cũng không nhìn mọi người phanh một đạo kiếm khí vọt lên, truy đông lập tức bị chém thành hai khúc, toàn bộ bầu trời theo đó vỡ ra. Cùng vỡ ra còn có thân thể tên võ đế cửu tinh kia, nội phủ toàn bộ phát nổ ra, vãi đầy mặt đất. Những người vây công đều sợ hãi, thoáng cái bị dọa bể mật, nhao nhao lui về phía sau. Phó Nghi Xuân cũng cảm thấy hoảng sợ, hoảng sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu, ngay cả giả vờ giả vịt cũng không dám nữa, lui còn nhanh hơn bất kỳ ai. Lý Vân Tiêu sau khi chém ra một kiếm, sát khí trên người mới tan dã đi nhiều, khóe miệng hiện ra cười lạnh, một bước một ngâm thơ, dù dù nói. Hương chi sở tại, cùng quân nâng ly 300 chén. Đáng chết ta liều mạng với ngươi. Đường tâm hai mắt phun lửa, thoáng cái toàn thân kim quang lập loè, không ngừng có trận chỉ từ trong cơ thể bay ra, các loại lực lượng cổ quái dũng mãnh vào hai đấm, cả người đầy sát ý. Lực lượng của hắn thoáng cái tăng lên tới cực điểm, cả người tựa hồ thống khổ dị thường, nhưng càng thêm khiến hắn không cách nào thừa nhận chính là thất bại và nhục nhã hắn cắn chặt răng hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết lập tức bát bách trận đạo trục vừa phù hiện thiên địa quy tắc đều dẫn động bằng tam nguyên nhất thể khảm ly hóa trận một cái trận đầu cự đại phù hiện trong hai đấm hắn không ngừng biến hóa diễn sinh ra lực lượng vô tận đường tâm đột nhiên đại hỷ nhìn xem trận đồ màu vàng diễn sinh vạn pháp sáng tắt bất định kia cuồng hỉ nói ha ha ngưng đồ thành công lý vân tiêu đi chết đi à. Hai mắt hắn phát lạnh, hai đấm đánh mạnh xuống, thiên địa dị tượng phù sinh, động tĩnh to lớn, thậm chí còn lấn át cả cuộc chiến giữa Đường Khánh và Loan Quân Hạo. Tương truyền toàn bộ thiên địa thế giới chính là một trận pháp cực lớn vĩnh viễn không suy kiệt, tất cả quy tắc chi lực chẳng qua chỉ là trận phù chi lực, nếu có thể đủ lĩnh ngộ trận chi đạo, liền có thể mượn nhờ thiên uy, cuồn cuộn bất tận. Chỉ thấy từ bốn phía có trận quang vọt tới, ngưng tụ thành lực trên bầu trời, hóa thành một chữ càn cổ thể cực lớn, điệp ra lên cặp quyền của đường tâm hung hăng đánh xuống lý vân tiêu nhìn qua dị tượng thiên địa kia ép tới tay áo hắn tung bay bốn phía đạo đạo linh áp áp xoáy lên nhưng hắn vẫn thản nhiên mà đứng cười nhạt nói đường tâm sau khi từ biệt ở tống nguyệt Sương thành bản thiếu gia thật rất tưởng nhớ hôm nay khó được gặp lại ta liền dạy ngươi hai câu thành ngữ thế nào là bọ ngựa đấu xe thế nào là phù du lay cây tay trái hắn lăng không hư chảo giữa năm ngón tay xoáy lên một đạo kiếm khí truyền đến tiếng kiếm khí vui sướng bén nhọn chói tai sắc mặt hàn quân đình khẽ biến hai con ngươi lạnh lùng ngưng mắt nhìn qua chỉ thấy trong tay lý vân tiêu hóa thành một kiếm lập tức khí hải quay cuồng thiên địa biến sắc đồng tử tất cả mọi người co lại không thiếu cường giả sắc mặt đại biến trường kiếm kia vừa xuất hiện liền dung nhập thiên địa phảng phất như đó không phải là huyền khí mà là do một đạo kiếm ý ngưng thành vô số kiếm phù nháy mắt hiển hiện nhao nhao dũng mãnh vào bầu trời Giống như vạn thiên tinh quang từ xưa tới nay, sớm tối tiêu tan, lại vĩnh tồn thế gian. Một đạo ánh sáng nhộn nhạo trên vùng đất vô biên, hóa thành kiếm khí chi hải hùng hồn, nhấc lên kinh đảo. Kiếm quyết tinh diệt. Lý Vân Tiêu nhẹ niệm một tiếng, kiếm quyết giơ lên, cả người đột nhiên hóa thành một đạo bóng kiếm dưới phiến thiên không này, di thế mà độc lập. Tất cả mọi người hoảng sợ trợn lớn mắt, cảm thụ được kiếm nhộn nhạo trong trời đất kia, vô cùng vô tận, tầng tầng lớp lớp như từng tấm lưới rậm rạp chẳng chịt sỏ xuyên qua toàn bộ thời không, thậm chí xuyên việt cổ kim. Loại cảm giác này Toàn bộ người trong thành hồng nguyệt không ai không cảm thấy hoảng hốt, chỉ cảm thấy cổ kiếm ý kia như khí lãng, thậm chí lướt qua mặt ngoài làn da mình, ôn hòa như nước, lại lạnh thấu xương như gió. Kiếm quyết của cổ phi dương Không ít người co rụt đồng tử, trong nội tâm dùng mình, trên mặt ngoại trừ khiếp sợ ra, đa phần. Là các loại biểu lộ phức tạp, huyết dịch trong người bành trướng chảy xuôi hàn quân đình sắc mặt trắng bệch nhìn một nam tử mang trường bào màu bạc ở cách đó không xa đối phương cũng đúng lúc quăng đến ánh mắt hai người nhìn nhau thoáng một phát đều trông thấy vẻ sợ hãi trong mắt nhau tên nam tử áo bào màu bạc kia lông mày dài phi động trong mắt hiện lên sát khí vô cùng dày đặc trên mặt một mảnh sát sắc và kiên quyết quả nhiên là thần kiếm tinh diệt vậy mà lại ở trong tay kẻ này các loại hanh âm kinh hô nổi lên tâm niệm đều xoay chuyển thật nhanh dưới cổ kiếm khí này không ai có thể nhẹ nhõm được cả. Kiếm hải bộ dạng khủng bố trước mắt, tỏ rõ lấy một gã cường giả tuyệt đại sinh ra đời, người này chỉ mới là thiếu niên, tượng trưng cho võ giả mạnh nhất trong một đời trẻ tuổi. Có lẽ, hắn sẽ dẫn dắt toàn bộ thời đại tương lai. Hai đại thánh địa, bảy đại tông phái, còn có thương minh và hào kiệt khắp nơi đều lộ vẻ âm trầm, thân sắc biến hóa bất định. Một thiếu niên bí ẩn cường đại như thế quật khởi cũng không phù hợp với lợi ích của mọi người đạo trận phù chi quang kia của đường tâm dưới sự trùng kích của vạn thiên kiếm khí đột nhiên tan rã hoàn toàn không có bất kỳ lực chống cự nào cả trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một đạo thanh linh tựa hồ đã thật sự hiểu rõ cái gì là phù du lai cây cái gì là bọ ngựa đầu xe phốc hắn học ra một ngụm máu tươi cả người lập tức sắc mặt tái nhợt triệt để sụp đổ tin tưởng tùy ý thân hình nhộn nhạo trong kiếm ý chi hải vô vị sinh tử đường tâm đường khánh trợn trừng mắt gào thét không thôi Từng trưởng đều là sát chiêu không muốn sống khiến Loan Quân Hạo đáp ứng không xuể, càng đánh nội tâm càng à sợ. Trước mắt rõ ràng là một tên điên không muốn sống, thêm vào lòng nhất gan của hắn nên càng lâm vào hạ phong, liên tục gặp phải bầy dập. Đường Khánh hét lớn. "Đường Kiếp, cứu đệ đệ của ngươi." Đường Tâm giờ phút này thân hình quay cuồng trong kiếm hải, trận quang trên người không ngừng tan rã ra, sinh tử hoàn toàn bị khống chế trong tay Lý Vân Tiêu. Mà Lý Vân Tiêu tựa hồ cũng không có sát tâm. Tuy ý kiếm kia ý lăng không, ngược lại chậm rãi nhắm hai mắt, tựa hồ đang lĩnh ngộ gì đó. Chẳng lẽ hắn đang tìm hiểu kiếm đạo? Trong lòng mọi người đều hoảng hốt, vào thời khắc khẩn yếu này, còn có thể tĩnh tâm cảm ngộ võ ý kiếm đạo, thiếu niên này phải có tâm tính thế nào chứ? Hắn thật sự chỉ là một thiếu niên sao? Tất cả mọi người hoảng sợ không thôi, vẻ mặt ngương trọng trong mắt càng lớn. Đồng tử Đường Kiếp co lại, nhìn Đường Tâm đang như lá rụng bay trên bầu trời, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nói: Phụ thân đại nhân, thân thể của ta có chuyện, không nên động thủ, hãy để cho người khác đi đi. Ngươi, đường khánh tức đến bốc khói, toàn thân đều run rẩy, hận không thể một trường chụp chết đứa con trai này. Đồng thời nội tâm của hắn cũng rất lo lắng, lẽ ra động tĩnh lớn như thế cũng có thể kinh động đến Ninh Khả Vi và Tam Lão rồi. Chỉ cần bốn người này tùy tiện một người ra tay, liền có thể triệt để chấn áp cục diện. Nhưng đã qua lâu như vậy, lại hoàn toàn không thấy bóng dáng bốn người này chẳng lẽ có biến cố. Lòng hắn không ngừng chìm xuống, biết rõ Ninh Khả Vi tất nhiên đã thoát ly vị trí minh hữu, đã có tính toán của mình. Giờ phút này khẳng định đang ở một chỗ quan sát hắn, cũng hoặc là muốn một lần nữa thẩm định thế cục. Sắc mặt Đường Khánh cực kỳ âm trầm, hắn sở dĩ có can đảm buông tay đánh cược một lần tranh đoạt vị trí thành chủ thành Hồng Nguyệt, cũng là bởi vì cân đối rất nhiều lợi ích, khiến hắn đạt được trợ lực rất cường đại. Ninh Khả Vi không thể nghi ngờ là một trong các minh hữu mấu chốt nhất nếu nổi lên dị tâm, chuyện sẽ trở nên cực kỳ không ổn. Đột nhiên một đạo cường quang trói mắt ở cách đó không xa lập lòe mà lên, kiếm hải đầy trời đột nhiên ngưng tụ, bị một cổ sức mạnh to lớn mênh mông đẩy ra. Cái gì? Đó là... Mọi người đều cả kinh, nhìn về phía đường tâm đang như bèo trôi kia, chỉ thấy hai tay của hắn đột nhiên kháp ra một đạo ấn quyết cổ quái, vỗ mạnh xuống. Một cái ký hiệu màu vàng cổ quái theo gió vượt sóng, trực tiếp chấn khai kiếm hải, đè ép xuống Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, lộ vẻ kinh ngạc, cả kinh nói. Không tốt. Hắn cầm kiếm mà đứng, một mảnh kim quang nổ bung khỏi người, vọt mạnh lên. ầm ầm, sức mạnh to lớn đánh tan, trong thành lâm vào một mảnh hào quang chi hải. Đạo kia ấn quyết kia không chỉ phá vỡ kiếm hải, càng đập vụn bất diệt kim thân chi lực của Lý Vân Tiêu, chấn khiến khí huyết hắn phải quay cuồng. Nhưng hai mắt vẫn mở lớn, cưỡng ép chống lại, một đạo kim sắc kết giới không ngừng xoay tròn quanh thân hắn, đồng thời tay siết chặt, kéo Khương Nhược Băng tới sát bên người mình. Khương Nhược Băng trong nội tâm quính lên, có thể cảm nhận được cổ áp lực bài sơn đảo hải kia, hai hàng nước mắt thấm ướt xiêm y, khóc dòng nói. Ngươi đi nhanh đi, không cần lo cho ta. Lý Vân Tiêu cũng không để ý tới nàng, mà chém ra một kiếm. Kết giới đột nhiên thu lại, tan thành mây khói trong thiên địa. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cảm nhận được một cổ lực lượng đập vào mặt, cả kinh nói. Không tốt, là hắn, là ai, Khương Nhược Băng vô ý thức hỏi một câu. Tất cả mọi người sau khi kinh hãi thì ánh mắt nổi lên nghi ngờ, chỉ thấy Đường Tâm giờ phút này hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, cả người hiện lên chữ to mở ra. Đạo đạo trận quang hiển hiện bốn phía thân thể hắn hóa thành vô số ô lưới, từng cái trải ra tạo thành tầng tầng lực lượng quanh thân hắn. Gương mặt Đường Tâm không có bất kỳ biểu lộ, thần thái một mảnh an tường, hai con ngươi thanh tịnh như nước, lại hồn nhiên vô thần. Cổ lực lượng này không ít người trong nội tâm kinh hãi, Hàn Quân Đình cũng biến sắc, trong mắt kinh nghi bất định. Lý Vân Tiêu chụp mạnh lấy tay Khương Nhược Băng, quát. Theo ta đi trên. Từ lúc vào thành Hồng Nguyệt đến giờ, thân sắc hắn luôn lạnh nhạt, giờ rốt cục đã lộ ra một tia lo lắng, độn quang bao lấy hai người, lập tức bay lên bầu trời. Khuôn mặt đường khánh đột nhiên đại hỉ, cuồng thanh quát. Mở ra toàn bộ phòng ngự trong thành, nhất định phải lưu Lý Vân Tiêu lại. Trên bầu trời trong chốc lát hiện lên ra vạn đóa tường vân, chợt lóe lên rồi biến mất, vô số vầng sáng bay lên trời, đều ẩn vào trong tầng mây. Toàn bộ thành trì thoáng cái ở bên phiêu hốt cũng không giống như chân thật, nhưng chỉ nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Đoòng quang của Lý Vân Tiêu tuôn ra hơn vạn dặm trên không trung, lập tức toàn thân cứng lại, một cổ áp lực cực lớn lăng không mà đến, khiến hắn nửa bước khó đi. Không chỉ có thế, thần thức cả người đều chấn động, tựa hồ có vô số kim châm đâm vào tủy não khiến sắc mặt hắn đại biến. Thân sắc Khương Nhược Băng cũng đột nhiên ngốc trệ, ngay sau đó liền nhổ ra một búng máu ra, cả kinh nói. Đây là thái mậu huyền âm trảm hồn trận của thành Hồng Nguyệt. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, vội vàng hai tay bảo trụ Khương Nhược Băng, xoay tròn từ từ bay thấp xuống. Dùng nhục thể và thần thức của hắn, muốn mạnh mẽ lao ra hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng nếu làm vậy thì Khương Nhược Băng sợ rằng sẽ phải trực tiếp hồn phi phách tán. Ánh mắt kỳ thắng phong nhìn qua hắn, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, nói: "Lần này phiền toái, tiểu tử này nên làm gì bây giờ?" Từ số tịch quay đầu nhìn hắn một cái, nhướng mày, không nói một lời, tiếp tục nhìn qua Lý Vân Tiêu đang bay thấp xuống, trong mắt càng nhiều hơn vẻ kinh nghi. Ô lưới tuyến ở bốn phía đường tâm càng ngày càng khít, như là một loại trận pháp cổ quái đang từ từ vận chuyển, lực lượng cực kỳ khủng bố từ trong đó dũng mãnh tiến ra. Trên toàn nhà ở xa xa, Ninh Khả Vi cũng nhíu mày, nói: lực lượng thật cường đại, có người muốn khóa vực mà đến, sẽ là ai chứ? Ninh Khả Vân mặt mũi tràn đầy vẻ ngương trọng, chậm rãi nói ra. Cổ lực lượng này rất mạnh, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Từ sư thừa của đường tâm mà xem, người đến hơn phân nửa là vị đại nhân phong hào vương tọa kia rồi. Ồ, phong hào võ đế hàng lâm sao? Ninh Khả Vi đột nhiên cười cười, nói. Thật là phiền toái lớn đấy. Ninh Khả Vân sắc mặt bình tĩnh, nói hiện giờ phải xem Lý Vân Tiêu có thể phá vỡ đại trận trước khi Đằng Quang hàng lâm không. Nếu không thể, Đằng Quang vừa đến kết cục liền định rồi. Ninh Khả Vi nói phá trận sợ là không dễ a. À. Thái Mậu Huyền Âm trảm hồn trận này chính là một trong mấy trận pháp trí cường trong thiên hạ. Nếu không phải người Đường ra thực lực quá yếu để lão phu điều khiển thì coi như là võ đế đỉnh phong cũng chém được. Trong mắt của hắn tuôn ra một đạo lãnh mang hiếm thấy như một cường giả đột nhiên trở về vậy như lại như hoa quỳnh trong chớp mắt khôi phục lại vẻ đục ngầu không ánh sáng như trước. Phụ thân, ngươi mau nhìn, đó là... Ninh Khả Vân đột nhiên thoáng cái kinh hô lên, hoảng sợ nhìn bầu trời. Tâm tư Ninh Khả Vi phục hồi lại, cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức sững sờ, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy trên bầu trời hiện ra một nữ tử váy dài trắng, lông mày như lông chim trả, cơ như tuyết trắng, tóc dài tới eo. Nữ tử hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đạo kim quang tuôn ra từ trên người nàng, Tươi đẹp như dương, như hào quang của mặt trời tỏa ra, khiến cho người một hồi ấm lòng. Bên cạnh nữ tử đứng một gã nam tử dung mạo quái dị, thân sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, cảnh giác nhìn qua phía dưới, bảo hộ an toàn cho nữ tử. Người nọ là ai? Trong lòng tất cả mọi người đều một hồi nghi hoặc, thực lực hai người tựa hồ cũng không được, nhưng đạo đạo kim quang tỏa ra kia, lại tựa hồ như là thần thông cực kỳ lợi hại nào đó. Không chỉ có thế, âm phù cổ quái liên tiếp phát ra từ miệng nữ tử còn cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Đồng tử kỳ thắng phong đột nhiên co lại, hồ nghi nói, lòng ngữ, gương mặt hắn hơi động một chút, đã nhận thần sắc biến hóa của người sau lưng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua bạc vũ kình sau lưng, nói, ngươi biết người này sao? Bạc vũ kình cúi người, hội tụ thanh âm thành tuyến, chuyển âm nói, bẩm sư tôn, người này là con gái hải hoàng, ba chỉ tiên là hồng nhan chi kỷ của lý vân tiêu Kỳ Thắng Phong toàn thân run lên, thất thanh nói. Cái gì? Ngươi xác định. Tất cả mọi người đều bị thần thái biến hóa của hắn hấp dẫn nhìn sang, tất cả đều lộ ra nghi hoặc. Bạc Vũ Kình gật đầu nói. Tuyệt sẽ không sai. Nàng giờ phút này hẳn là đang triệu hoán cự thú, trợ giúp Lý Vân Tiêu phá trận. Thần sắc trên mặt Kỳ Thắng Phong biến hóa bất định, trong mắt cũng chớp động lên tinh quang, không biết suy nghĩ cái gì. Triệu hoán cự thú. Tất cả mọi người nhướng mày, Tựa hồ không hiểu rõ lắm. Bỗng nhiên tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn qua trên bầu trời, chỉ thấy bóng mờ cực lớn hiện ra, như là cự linh sừng sững trên bầu trời vậy. Những cự thú kia hình thái quái dị bất định, ở giữa tầng mây và sương mù, quang xuống cái bóng cực lớn khiến cả thành trì đều bị che phủ bên dưới. Đó là, không ít võ giả trong thành thoáng cái kinh hô lên, phát ra ý sợ hãi thật sâu, cả người đều phát lạnh. Trời ạ, đây không phải là thâm hải cự thú sao? một người hô to lên trong thanh âm mang theo run rẩy và sợ hãi cực lớn thoáng cái đều tàn đi nhân loại đối với hải tộc không hiểu nhiều lắm nhưng trong cuộc chiến đông hải vừa mới chấm dứt thâm hải cự thú mà hải tộc triệu hoán đến đã cho mọi người quá nhiều khiếp sợ và sợ hãi đặc biệt là người đông vực cơ hồ mỗi người đều biết tồn tại khổng lồ này uy lực khủng bố rung động nhân tâm khắc vào tâm khảm mỗi người những người tham gia cuộc chiến hai tộc hơn nữa đã thấy qua thứ này càng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch mặt không có chút máu thâm hải cự thú. Bên trong tòa nhà, Ninh Khả Vi cũng lộ ra hoảng sợ, nhãn quang thoáng cái hội tụ thành tuyến, chăm chú nhìn chầm chầm thân ảnh Thủy Tiên, nói. Nữ tử này là người phương nào? Ninh Khả Vân cũng giật mình không thôi, lắc đầu nói. Không biết, nữ tử có thể triệu hoán thâm hải cự thú, cái này. Ninh Khả Vi ngưng trọng nói. Vương tộc Tứ Hải đã từng ký kết khế ước với tổ tiên thâm hải cự thú, nguyện ý vào thời khắc nguy cấp nghe vương tộc sai khiến nhưng nữ tử này có thể tùy thời triệu hoán thâm hải cự thú đến, lão phu thật mới chỉ nghe lần đầu. Ninh Khả Vân ngưng giọng nói, đợi sau khi việc này kết thúc, ta lập tức phân phó quân đình tra rõ việc này. Thoáng cái triệu hồi ra nhiều thâm hải cự thú như vậy, loại năng lực này. Nếu dùng để công thành nhổ trại, trong thiên hạ ai có thể kháng trụ. Dầm 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 oanh. Ngay khi mặt mũi mọi người tràn đầy mồ hôi lạnh thì những thâm hải cự thú kia rốt cục động. Nguyên một đám mở ra miệng lớn, pha giới hắc mang đánh lên không trung vạn dặm chấn xuất ra đạo đạo sóng cả màu đen toàn bộ thành trì cũng theo đó rung động lắc lư trên không trung hiện ra từng đạo thải quang hỗn hợp lại một chỗ với những hắc mang kia đẩy ra bốn phía hòa tu cũng lộ vẻ mặt nhìn qua tổng cộng 11 đầu thâm hải cự thú sau lưng chỉ cảm thấy lông toàn thân dựng đứng theo năng lực của thủy tiên không ngừng đề thăng số lượng cự thú có thể triệu hoán cũng đang gia tăng hắn nghĩ đến nếu ngày nào đó có thể thoáng cái triệu ra trên trăm đầu cự thú vậy thiên hạ này còn ai địch lại nữa lý vân tiêu giật mình không thôi nhưng liền đại hỉ từng đạo pha giới hắc mang kia đánh xuống thái mậu huyền âm trảm hồn trận bắt đầu trở nên mờ đi ẩn ẩn có xu thế không đỡ nổi nữa hàng quân đình sắc mặt âm trầm nói với nam tử áo bào màu bạc cách đó không xa trường tôn vũ đại nhân trong mắt nam tử kia cũng vô cùng âm độc gật đầu nói đã rõ hắn bước ra một bước liền muốn lao vào chiến trường ánh mắt tất cả mọi người tụ lại tất cả đều theo dõi hắn lộ ra biểu lộ bất đồng sắc mặt trần phong trầm xuống quát trường tôn vũ đại nhân bắc minh thế ra các ngươi cũng muốn nhúng tay vào việc này sao trường tôn vũ lạnh lùng nhìn hắn một cái khẽ nói lý vân tiêu có hiểm nghi rất lớn đã giết chết không ít người bắc minh huyền cung ta trong huyền cung đang chuẩn bị truy nã hắn khắp thiên hạ hiện giờ vừa vặn bắt hắn về luôn Trần Phong trầm giọng nói. Trường Tôn Vũ Đại Nhân có từng nghĩ qua, nếu hôm nay thất bại, sẽ mang đến cho Bắc Minh huyền cung các ngươi một địch nhân thế nào không? Ngàn vạn đừng để tiểu thương có chút tâm cơ đùa nghịch. Hắn lạnh lùng liếc Hàn Quân Đình. Hàn Quân Đình lập tức giận dữ, sát khí thoáng cái dâng lên, hàn ý thẳng bước Trần Phong. Ngươi mắng ta cái gì? Có giỏi lặp lại lần nữa xem. Trần Phong cũng không biết nàng là nữ tử, vô ý mắng một câu sờ vào nghịch lân đối phương, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Không cần giao ai trước mặt ta, bổn công tử quả thật đánh không lại ngươi, ta thừa nhận. Nhưng ngươi dám giết ta sao? Không dám thì mau thu hồi sát khí của ngươi đi, đừng chọc cười ta. Hàn Quân Đình sắc mặt tái nhợt, năm ngón tay chụp lại bóp nát không khí, lạnh giọng nói. Tốt Trần Phong, ngươi hôm nay dám mở miệng vũ nhục lão hủ, ngày khác tất sẽ khiến đao kiếm tông của ngươi hoàn lại gấp trăm lần. Nàng cô nén cảm xúc, sợ bạo lộ thân phận của mình, chỉ có thể nhịn xuống lửa giận nuốt vào bụng trần phong cười nhạt một tiếng lơ đễnh nói xin cứ tự nhiên gương mặt hàn quân đình vô cùng âm hàn không hề để ý tới hắn mà nhìn chằm chằm vào trong chiến trường kỳ thắng phong hữu ý vô ý liếc nàng trong mắt giống như cười mà không phải cười trường tôn vũ sau khi bước ra một bước bầu trời liền lóe lên ngân quang lập tức bay đến trên không lý vân tiêu vỗ mạnh xuống một trường lý vân tiêu biến sắc rốt cục vung tay phải lên đẩy khương nhược băng ra nói ngươi đứng một bên Tự mình cẩn thận một chút Toàn thân hắn dâng lên vô số lôi quang Bắt lấy đại trùy gõ xuống lòng bàn tay đối phương Lôi quang vô tận dâng lên Như hải chiều không ngừng nâng lên Khương nhược băng thối lui ra mấy trượng Lớn tiếng nói Ngươi cẩn thận một chút Ta sẽ chú ý bản thân Oanh Trường tôn vũ đánh xuống một trường Đặt ở trên lôi đình Hét lớn một tiếng Năm ngón tay mở ra Phá Phanh Lôi đình trực tiếp đột nhiên nổ bung Tạc ra vạn đạo ánh sáng màu xanh thân thể Lý Vân Tiêu cũng thoáng cái sụp đổ vỡ ra, hóa thành vô số thanh lôi, lập tức ngưng tụ ở trên không, trong mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Trường Tôn Vũ, hôm nay liền dùng đầu của ngươi để mở màn cho sự diệt môn của Bắc Minh huyền cung. Lời hắn nói khiến tất cả mọi người trong chàng toàn thân run lên, lộ ra vẻ mặt. May mắn có lời tuyên bố muốn giết đường khánh trước kia, khiến mọi người cũng biết rõ hắn là ngươi không chút kiên kỵ lời nói. Ha ha, huyền cung bị diệt, thổi cũng quá lớn rồi, trường tôn vũ cuồng tiếu không thôi trên người dâng lên hàn khí vô tận trên toàn bộ áo bào màu bạc kết xuất hàn băng hơi lạnh đông lại thiên địa ở quanh người hắn hóa ra một mảnh thế giới lạnh như băng trên thân lý vân tiêu tuôn ra vô số lôi đình nửa bên bầu trời đều là lôi hải điện ngục hai loại nhan sắc tươi sáng rõ nét phân biệt trời cao ra một cách rõ ràng ngươi quả thật rất mạnh hôm nay nếu không phải thể gạt bỏ ngươi sợ rằng sẽ là phiền toái cực lớn trường tôn vũ lạnh giọng nói đáng tiếc chính là ngươi đồng thời đắc tội hai đại siêu cấp thế lực, sao có thể không chết? Sắc mặt Lý Vân Tiêu cực kỳ khó coi, cũng không phải là bị lời trường tôn vũ hù, mà thoáng nhìn đường tâm cách đó không xa. Chỉ thấy không gian chi lực càng ngày càng mạnh, cổ khí tức quen thuộc vô cùng mênh mông, cường đại đến cực điểm kia, tùy thời đều có thể phá không mà đến. Trên người hắn trong chốc lát tuôn ra sát ý vô tận, vốn hắn cũng không muốn giết đường tâm, nhưng nếu để đằng quang khóa vực mà đến, hôm nay liền không cách nào vãn hồi được nữa rồi thân hình lý vân tiêu khẽ động đang muốn liều mạng bị trường tôn vũ trọng thương cũng phải vượt lên trước giết đường tâm đột nhiên một cánh tay đỏ thẫm khoác lên bả vai hắn đúng là hỏa diễm hừng hực thiêu đốt khanh khách một tiếng cười dễ nghe như chuông bạc vang lên dưới thanh sắc lôi quang vô tận kia chậm rãi hóa thành một đám hỏa diễm chậm rãi bay lên sau lưng lý vân tiêu phu quân ngươi đi giết đường tâm đi tên muốn chết này giao cho ta lý vân tiêu nhướng mày nói chớ nói lung tung ai là phu quân ngươi? Hi hi con thạnh thùng không dám thừa nhận sao? Được rồi, thiên hạ anh hùng đều tụ tập ở đây, ta cũng không bức ngươi nữa. Trong ngọn lửa kia chậm rãi ngưng ra một đạo thân ảnh yểu điệu, trên mặt tươi cười, từ sâu trong biển lửa vô tận kia chậm rãi đi tới. Phi nghe mang phục sức đỏ rực, hết sức xinh đẹp, cười xinh đẹp hơn cả hoa, miệng ngậm chu đan, một cái nhân mày một nụ cười đều khiến lòng người chấn động. Ánh mắt như nước kia ngóng nhìn Lý Vân Tiêu, khóe miệng thủy chung mỉm cười sắc mặt hàng quân đình đại biến kinh hô lên mơ hồ có nộ khí dâng lên quát phi nghe thiếu chủ ngươi lại đứng về phía lý vân tiêu sao cái gì phi nghe một trong mấy vị thiếu chú của thiên lĩnh long ra sao sắc mặt mọi người trong tràng đều đại biến lộ ra hoảng sợ bọn hắn không rõ lý vân tiêu từ đâu tìm đến nhiều giúp đỡ như vậy bản thân phi nghe cũng không phải trọng điểm trọng điểm là thân phận của nàng cùng hành vi vào lúc này đại biểu cho thái độ gì Thiên lĩnh Long gia trong thất đại môn phái vốn là tồn tại cực kỳ thần bí, rất ít đi lại trên đại lục, nhưng thực lực lại khiến cho sáu tông khác đều hết sức kiêng kỵ. Lúc này sắc mặt Trường Tôn Vũ cũng trầm xuống, lạnh giọng nói: "Thiểu chủ Long gia, ngươi xác định muốn giúp Lý Vân Tiêu đối nghịch với Bắc Minh Huyền Cung và Thành Hồng Nguyệt sao?" Phi Nghe nhẹ nhàng cười cười, thu ánh mắt về, bước ra một bước ánh lửa đầy trời, thay thế thanh sắc lôi hải của Lý Vân Tiêu, chiếu sáng trọn cả bầu trời, cùng băng tuyết thế giới kia xa xa tương đối. Nàng cất bước về trước, hỏa ảnh đầy trời theo bước tiến của nàng mà múa, bên trong hư vô mơ hồ dần dần ngưng tụ lại hào quang, hóa thành một đầu phượng hoàng cực lớn, ẩn trên trời cao. Khuôn mặt tươi cười của Phi Nghê dần thu liễm lại, hóa thành lãnh sắc vô biên, lạnh giọng nói. Ngươi điếc sao? Vừa rồi không nghe thấy ta gọi hắn phu quân sao? Theo cảm xúc nàng biến hóa, đầu phượng hoàng cực lớn kia chậm rãi mở mắt ra, một ánh mắt ngàn dặm, xuyên việt cổ kim. Toàn thân Trường Tôn Vũ run lên, dưới ánh mắt Phượng Hoàng kia vậy mà khiến linh hồn của hắn cảm thấy một hồi đau đớn, như bị đốt cháy vậy. Không chỉ có như thế, trên làn da toàn thân mình như bị nóng thoáng một phát, lập tức sợ tới mức không nhẹ, vội vàng xoay đi, không dám nhìn vào hai mắt Phượng Hoàng nữa. Sắc mặt Đường Khánh cũng âm trầm muốn chảy nước, nổi giận công kích tới Loan Quân Hạo, muốn sớm bứt ra. Nhưng Loan Quân Hạo tuy có ý e sợ, nhưng thực lực quả thật cường hoành, sắc mặt xám trắng, gắt gao kiềm chặt hắn. Cái này, ngọn lửa này. Đám thuật luyện sư hóa thần hải đều cảm thấy hoảng sợ, bọn hắn đều là cảm thủ dùng hỏa, tự nhiên có thể cảm nhận được sự lợi hại của hỏa chủng này. Kỳ Thắng Phong cũng thoáng ngốc trệ, kinh ngạc nói. Đây là phượng hoàng thần hỏa thật sao? Không chỉ có hắn, Ninh Khả Vi ở xa xa cũng rất kinh hãi, hỏa hải chi ảnh kia lập loè trong đôi đồng tử hắn. Ninh Khả Vân cũng há to mồm, mặt mũi tràn đầy khó mà tin được cả kinh nói trời ạ à, ta thấy cái gì đây một đầu phượng hoàng hàng lâm thành hồng nguyệt sao ninh khả vi lắc đầu nói làm sao có thể phượng hoàng chính là đứng đầu bách cầm đã sớm tuyệt tích thiên địa thiếu chủ long ra này hẳn là huyết mạch thiên phượng mới có thể diễn hóa ra bộ dạng bất quá hỏa này sắc mặt hắn trầm xuống ngưng trọng nói đây chính là thập giai thần hỏa thiên phượng a thập giai thần hỏa Ninh Khả Vân giật mình nói. Ta từng nghe nói huyết mạch thiên phượng có một loại thể phách cực kỳ cường hãn gọi là thiên phượng niết thể, chính là bất tử chi thân. Ninh Khả Vi nói, bất tử chi thân chỉ là nói khoa trương thôi, muôn đời đến nay, ai có thể bất tử. Ngay cả thượng cổ thiên phượng chính thức cũng bị chôn trong năm tháng. Chỉ có điều thiên phượng niết thể phối hợp với thập giai thần hỏa, sau khi trải qua cửu biến, có thể trực tiếp niết thụ hoàng bá thành thánh A. Ninh Khả Vân nuốt thoáng một phát, lẩm bẩm nói, long gia gia xuất hiện một thiên tài nếu cử biến thành thánh vậy thực lực long gia sợ rằng sẽ bao trùm trên sáu tông khác rồi ninh khả vi nói thực lực long gia vốn là mê hoặc may là bọn hắn cũng không nhúng tay chuyện đại lục hơn nữa mặc dù có được thần hỏa muốn cử biến niết thụ hoàng bá cũng rất khó luận những hậu xanh tiểu bối này ta thấy hàng quân đình của thần tiêu cung các ngươi chưa chắc sẽ dưới nữ tử này ninh khả vân cười nói phụ thân lại đánh giá quân đình cao như thế còn hơn muội muội rất nhiều. Ánh mắt Ninh Khả Vi ngưng lại, nghiêm nghị nói. Hàn Quân Đình mang đến cho ta cảm giác phi thường không đơn giản, thành tựu tương lai tất nhiên còn trên muội muội người. Vốn ta cho rằng nàng là thiên tài hậu bối hiếm thấy trên trời, hiện giờ xem ra núi cao còn có núi cao hơn, trường giang sau sóng tầng tầng lớp lớp, thật là khiến người thổn thức không thôi. Ninh Khả Vân nói. Vậy phụ thân đánh giá Lý Vân Tiêu thế nào? Ninh Khả Vi gật đầu nói người này đã yêu nghiệt không cách nào hình dung rồi kiếm ý một kiếm vừa rồi coi như là cổ phi dương trọng sinh ở vào tuổi của hắn cũng tuyệt đối không thi triển ra nổi tập này kết thúc ở đây nha sau đây là chuyên mục quảng cáo các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé cảm ơn các bạn